lại gần. Tôi muốn quên nhớ càng nhiều, đi thẳng bay. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, ôi trời đàn bà ơi. Vì yêu thao này biết ra. Em đã, anh an tâm, em chưa bao giờ cuối cùng. Thế chị cho vui. Thương chút tình nơi xứ xa. Cương này như sao này. Mày nào? Mày điện thoại tháng 7 bỏ trong cột phải không? Điện thoại tao mua có. Tặng ngon à? Ừ. Ở đây mày ngồi cái bao. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Dù hàn răng không còn chiếc nào, ta vẫn còn trùng nhau một anh chẳng thể. Bé Thảo nào không lên vậy? Hey, bài chi? Cô gái mời đưa. Anh Mai. Em hành em ta nửa lo này. Dạ, em chiều qua. Anh em gặp nhau ở đấy thì chứ không phải nói chung là tình yêu rồi gây đến tôi nhưng mà này, ta nói biết đấy. Rồi. Thứ nhất em nói kiểu cái tình à, cái tình lên này làm gửi cho tức là anh rể anh đã ăn cơm trong nhà và gọi là vô trong bản là hai anh em là đã ngủ trong bản rồi. Khi đó anh ở Hà Nội mà anh chạy về làm. Chứ là cái đồ bác sĩ thì nó thật chứ còn ta ở trong cuộc sống thì ok thì là còn về đâu lớn có vấn đề gì mà hụt mặt mày hết mất. Chiều hôm nay thì những cái trưa anh em đã gặp nhau đó. Rồi là chiều này ta đi giao lưu đó. Rồi cùng mang tinh thần là giao lưu thể thao.